Khán giả, chúc khán giả buổi chiều tốt lành. Buổi chiều em có mặt tại chợ gạo. Chợ gạo hôm nay buổi chiều rất là tuyệt vời. Mặt trời chưa có lặn nữa. Giờ này là tầm gần 5 giờ rồi. Nhưng mặt trời vẫn còn nóng, cái độ nóng chói chang. Bên phía bên kia là nhìn thấy công viên chợ gạo, bờ kè, chợ dài đó. Người dân bắt đầu ngồi uống nước ngắm tàu ghe vào buổi chiều rồi. Bên mé đó là công viên. Công viên thì nhìn vào giờ này rất là vắng. Vì giờ này là tầm 5 giờ, chưa có nhiều người đi chơi và trẻ em . Bây giờ em chạy lên đây một chút xíu. Em chạy lên đây một chút xíu thì có rất là nhiều xà lan chạy luôn. Quay lên như vậy nhìn cái màu nó hơi tồi tối vì mặt trời ở trên rọi xuống. Vì vậy nhìn không cảnh hơi tối . Em thường quay cho khán giả xem mà ở ngay chỗ cầu chợ gạo. Chứ em chưa có lên trên cái trên đây. Mé trên đây quay thì nhìn khung cảnh nó sẽ đẹp hơn. Mé bên kia cặp theo bờ kè, nhiều người ngồi câu cá và uống nước . Ở đây ha, ở đây ngay đây có cái cua. Ôi, ngay đây có cái cua rồi có cái gì đây? Ủa, cái đường đi phải không? Ủa, cái bờ kè. Cái bờ kè nè. Ôi, xong ghe chạy quá rồi. Nhưng mà quay nhìn xuống là cái bộ đẹp hơn . Quay lên nó mặt trời chói nhìn tối hơn . Hai ba chiếc xà lan đang chạy tới. Bờ kè ở đây sát nhà người dân, người ta đóng cọc căng dây. Mé trong là nhà nhà của người dân sát bờ kè luôn. Ủa, ghe tàu chạy nè. Nhìn xuống mé dưới ghe chạy lên chạy xuống. Giờ này nước lớn ghe chạy quá trời luôn. Hai cây cầu chợ gạo ở phía xa xa. Ôi, hai ba chiếc ghe tàu bự luôn kìa. Xà lan nữa. Chiếc ghe là chiếc xà lan sóng vỗ vào bờ rất là đẹp luôn. Bà kè này mới vừa thành lập, mới vừa làm xong cách là vài tháng thôi. Ôi, mặt trời còn chói quá luôn. Ở trên đó là hướng trên dàm Kỳ Hôn á, đang chạy xuống. Hai chiếc xà lan này của Tiền Giang. Còn kia, chiếc kia bên kia là của Đồng Tháp đang chạy đi lên. Ôi, nhìn xuống ba chiếc đang chạy một lượt luôn. Quá là sóng vỗ luôn nghe không? Sóng vỗ vô bờ thấy không? Rất là tuyệt vời, tuyệt đẹp . Bắt đầu nhìn xuống đây thì cảnh sáng hơn . Giờ này xuống đây là mặt trời nó không có bị ngược nên nó sáng hơn . Có một khu đi bộ . Vào buổi chiều đi lang thang luôn . Mé bên bờ kè này . Nhìn qua mé bên kia là công viên . Trong đó người ta chơi thể thao và mọi người đi tập thể dục. Và mé bên kia rất là nhiều luôn. Đầu từ đây em chạy cặp theo cái bờ kè này xuống đây là cầu chợ gạo nhỏ, rồi xuống xa xa ở dưới nữa là cầu lớn chợ gạo, cầu mới sau này. Giờ này đường nắng mênh mông, đường quá trời, đường ngay đây rộng . Khu này là mới lên thành bờ đê bờ kè của chợ gạo nên nhà thưa. Con lộ từ phía xa xa ở dưới quá trời tàu ghe chạy luôn, xà lan chạy nữa, cặp theo cái mé này. Bây giờ em chạy cặp theo bờ kè này cho khán giả mình ngắm bờ kè chợ gạo vào buổi chiều nha. Nó rất là tuyệt đẹp luôn. Cái này buổi chiều mà mình chạy đi hóng gió thì rất là tuyệt vời. Bờ kè này là cặp theo con sông chợ gạo chạy dài xuống Quân Long, Bình Phan, Bình Phúc Nhất, Bình Ninh là các xã lân cận của huyện chợ gạo . Giờ này tàu ghe quá trời luôn. Bờ kè thì có nơi người ta trồng hoa, có nơi thì cũng chưa có trồng hoa, còn để rất vắng tại vì bờ kè mới hoàn thành cách đây vài tháng nên rất là vắng. Ghe chào sao chạy
có cái, có một cô bữa chiều đấy rất là nhiều trà, trà màu, trà dừa, để trà dừa về. Đường này giờ này bắt đầu cũng có nhiều người xây nhà rồi nè, và học sinh giờ này tan, nhiều tàu ga chạy quá, mà còn nắng quá trời, em đi bọc trở lên thôi. Nắng quá nắng. Nắng quá nắng. Đi trở lại thôi. Đi trở lại, em trở lên cầu để đi về thôi, nắng quá. Sinh tan học rồi, người chạy thôi đi về, giờ đi ra đường này về thôi. Có một em trai chuẩn bị thả diều đây. Em đi về thì bây giờ em bọc đường này, bọc đường này thì bọc vô đây là phòng tư pháp, cặp mé này bên tư pháp vô chợ gạo. Đi đường này nhìn qua bên mé đây là dải dốc cầu chợ gạo nhỏ nè, xe chạy xuống mà đây là cái khung, gần như cái khung viên có bên bên tòa án, bên đường chợ gạo, khung cảnh đẹp tuyệt vời. Rẽ ra hướng này là về ngã ba Chú Sang, rồi em đi về nhà thôi. Giờ này buổi chiều là giờ cao điểm, rất là nhiều xe Honda chạy luôn, đưa rước học trò cũng như công nhân đi làm về. Đây là con lộ thị trấn chợ gạo, đường rất là trung tâm luôn. Đường này cũng có thể xuống Gò Công và đi xa các xã lân cận huyện chợ gạo cũng được. Ai đến chợ gạo thì biết con đường này là đi xuống ngay ngã ba Chú Sang, phía trước mặt em là ngã ba Chú Sang. Còn đi thẳng xuống dưới là trường học cầu sắt, em quẹo vô đây là xã Hòa Định, vô đây là vô xã Hòa Định nè, con đường vô xã Hòa Định nữa. Bây giờ con lộ xã Hòa Định rộng ra mỗi bên thêm 1,5 mét nữa, như vậy cũng rất là rộng à, xe chạy tấp nập hơn trước rất nhiều. Bụi có bụi xe tải vừa chạy ngang quá trời bụi luôn. Buổi chiều ở cặp theo lộ xã Hòa Định, thường buổi chiều bán thức ăn cho người dân đi làm về buổi chiều. Trứng gà bây giờ chạy thẳng về thôi, tắt ở đây gần quá trời xe rồi.